Rồi em Yên xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay video đầu tay cũng lâu rồi em Yên không quay. Bữa nay ra quay lại nên thành nói cũng hơi vấp, anh em có gì thông cảm nha. Hôm nay em Yên quay đồ nghề đó, cứ một mã là 200. Em bán xô nên là mình cứ xem video rồi mình phóng to, mình chụp hình lại, mình phóng to, mình xem cho kỹ rồi mình chốt nha. Hôm nay em quay tận 50 mã cho nên là em quay nhanh. Rồi em bắt đầu em quay ạ. Mã đầu tiên của em Yên là mã 820. Nói chung là xô là 200k một lô cho nên là anh em cứ xem chụp hình xem mã nhé. Anh em mình cứ xem chụp hình xem kỹ nhé, một lô là 200. Mã 820. Cứ một lô là 200, anh em mình cứ chụp hình lại rồi mình xem kỹ giúp em rồi chốt nha. Giờ mà lỡ có hư gì anh em, anh em vứt ra giúp em nha. Tại này em bán lô anh em ơi. Đấy. Anh em coi xem được cái nào xài, được cái lô nào xài, anh em đúng dùng công việc thì anh em lấy hả. Mình sơ sơ vậy. Đây là mã 825 nhé. Lâu rồi cái gì mà không biết anh không quay, thành bây giờ nó không biết nói gì hết trơn á. Anh em mình xem kỹ nha.
Đi với nhiều mua. Đây là mã 827, 200k. Mẫu đếm luôn cơ, ngồi đếm lâu á. Được hình lại anh em nha. Rồi 827. Mình chụp hình lại rồi mình xem kỹ anh em nha. Cái này em cũng biết nó xài cho cái gì đâu, em chỉ biết quay thôi. Rồi 830. Em nha, nó không có còn nguyên đâu, gãy khúc này đâu. Này nó bị bể cái phần này rồi chứ nó không còn nguyên đâu. Này cái nồi nó mài. Không nhìn khách biết thôi chứ giờ biết cái nào đâu đọc được món chứ muốn đọc sai bị chửi nữa. Rồi mã 836.
Mã 837 nhé. Có những như thế này. 837. Mã 845.
đang sửa mà thầy nhiều cũng ăn được nha. Rồi mã 845.
mã 852 nha. Mã 853. Đây là mã 856. Hai đầu vốn 856 anh em nha. Rồi
859. Quay nhanh cho nên là nhiều cái phải chụp hình lại mình mới soi kỹ được á. Mã 867.
bảy anh em nha. Vừa quay bia vừa nảy được cái các mấy cái lon đồ hộp. Mã 873 anh em nhé. Thank you.
Ở đây mã 875 ạ. Rồi đây là mã cuối cùng anh em nhé. Ống sổ cho biết bao nhiêu hôm nay? Mã 876. Video trưa nay chỉ có bao nhiêu mã đó thôi. Bởi vì quay trễ cho nên là lụa không kịp á. Nên là em quay hơi nhanh, anh em mình cứ chụp hình lại xem kỹ giúp em đi ha. Rồi 876. Mã cuối cùng. Ok, hôm nay là em chỉ quay bao nhiêu mã đó thôi. Rồi và chiều nay em có một cái video khác nữa anh em mình ủng hộ ha. Cho nên là lâu rồi không có quay á. Lần đầu tiên quay lại nên anh em mình bỏ qua cái gì mà không có nói á, ít nói. Rồi anh em cái gì ủng hộ gọi cho số điện thoại em Yên để trên tiêu đề ha, là sẽ gặp em Yên lần thứ 2, thứ 3 gì đó. Rồi em Yên xin chào tất cả anh em ạ.